Trận đấu bù vòng 2 V-League diễn ra trong bối cảnh nhiều chân sút của Viettel và Hà Nội vừa hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam và thể hiện phong độ khá tốt. Đặc biệt bên phía Viettel, Thanh Bình trở thành tâm điểm sự chú ý với bàn thắng vào lưới Nhật Bản và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với chuyên môn sau những cú vấp ở các trận đấu trước đó. Bên phía Hà Nội, đây là trận đấu cuối cùng của Quang Hải dưới màu áo đội bóng thủ đô thi đấu ở V-League mùa giải năm nay. Tiền vệ sáng giá nhất của Hà Nội sẽ chia tay các đồng đội và sẵn sàng xuất ngoại sau ngày 12 tháng 4 với quyết tâm tìm kiếm môi trường có trình độ cao hơn nhằm cải thiện năng lực chuyên môn. Trước giờ bóng lăn, Quang Hải cho thấy quyết tâm rất cao giúp Hà Nội giành chiến thắng để làm quà tặng cho người hâm mộ trước khi rời sân hàng đẫy. Ở một khía cạnh khác, trận derby của bóng đá thủ đô cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi đây là cuộc đối đầu giữa 5 cầu thủ đã giành quả bóng vàng Việt Nam. Bên phía Viettel là Hoàng Đức, quả bóng vàng năm 2021, còn đội hình của Hà Nội sở hữu tới 4 cầu thủ đã giành danh hiệu cao quý này, gồm Văn Quyết, quả bóng vàng năm 2020, Hùng Dũng, quả bóng vàng năm 2019, Quang Hải, quả bóng vàng năm 2018 và Thành Lương, quả bóng vàng các năm 2016, 2014, 2011 và 2009. Ngoài ra, với 11 chân sút của hai câu lạc bộ đang khoác áo đội tuyển, trận đấu này cũng được coi như cuộc đấu nội bộ của đội tuyển Việt Nam. Thể thao và Văn hóa dự đoán trận đấu giữa Viettel và Hà Nội sẽ kết thúc với tỷ số 1-1.